chương 72, cẩn thận chút. Phùng Phi nghe xong, liền vội vàng cười gật đầu. Gia Gia, ta hiểu ý. Mạc Lị nhẹ một tiếng, đối Phùng Phi cười nói câu. Các ngươi làm việc trước, ta mang cô ngươi đi trước. Phùng Phi ân cần nói, Gia Gia, muốn không muốn lái xe đưa các ngươi. Mạc Lị lắc đầu. Không cần. Nói xong, Mạc Lị liền một tay che dù, một tay ôm trước con gái rời đi. Phùng Phi ở phía sau cuối người đưa tiễn. Gia Gia gặp lại, cô gặp lại. Cùng đưa mắt nhìn Mạc Lị, ông trước nam nam sau khi đi xa, Phùng Phi quay đầu, nhìn bị đau đánh Tống Tử Kiến, phun một bãi nước miếng. Cho ta hung hãn đánh, thiếu chút nữa hại chết lão tử. Cùng đi xa sau đó, bị Mạc Lệ ôm vào trong ngực Nam Nam, mới có chút bận tâm, hỏi Mạc Lệ một câu. Ba ba, bá bá có thể hay không bị đánh chết à? Mạc Lệ không nghĩ tới, Tống Tử Kiến như thế đối con gái mình, nàng còn quan tâm Tống Tử Kiến sống chết. Mạc Lệ cười chúng chiếm lắc đầu. Sẽ không, ngươi bá bá tương đối kháng đánh. Nam Nam nghe xong, thở vào nhẹ nhõm dáng vẻ, quay lại hướng mặt lị tò mò hỏi ba ba mới vừa rồi cái đó bá bá gọi thế nào gia gia ngươi kêu cô ta mặt lị miễn cười cười một tiếng đáp một câu hắn bối phận nhỏ thanh thành vườn hoa tiểu khu ngoài cửa lớn ven đường màu trắng xe vang bên trong ngồi ở hàng sau hồ trạch hộ vệ đội trưởng dương trường vinh nhắc nhở ngồi ở vị trí kế bên tài xế giả vờ ngủ tô thần một câu tô thiếu người trở về tô thần mở mắt ra liền gặp một người đàn ông ôm trước một cái bé gái che dù đi tới xác định là hắn sao tô thần hỏi Dương Trường Vinh gật đầu một cái. Làm sao còn có một bé gái? Tô Thần nghi vấn nói. Dương Trường Vinh trả lời, đó là con gái hắn. Tô Thần cười một tiếng. Lần đầu tiên thấy, mang con gái làm hộ vệ. Chúng ta muốn không muốn hạ đi lĩnh hội hắn. Dương Trường Vinh hỏi một câu. Đi theo Dương Trường Vinh cùng đi bọn cận vệ, nhìn mặt lị, vậy nhau nhau muốn thử. Muốn xem xem bị nhà mình đại tiểu thư, khoác lắc trên đời vô song hộ vệ, rốt cuộc muốn thật lợi hại. Tô thần nhìn ông hài tử đi tới mặt lị, cười một tiếng, đối dương trường vinh và có chút không kềm chế được bọn cận vệ nói không nóng nảy ta biểu tỷ không phải nói hắn làm sao làm sao lợi hại mà các ngươi trễ giờ mà đi lên lầu cầm hắn đồng phục lại dùng dây thường buộc cầm hắn treo ngược lên các ngươi nói biểu tỷ thấy nàng thổi thiên hạ có dưới đất không có hộ vệ bị các ngươi trói cô treo ngược lên là biểu tình gì công trường vinh và cùng đi đến năm người hộ vệ nhìn nhau cười một tiếng bọn họ đối mình người năng lực dẫn lấy làm hãnh diện tiểu thư nhà mình lại xem thường bọn họ bọn họ dĩ nhiên muốn chứng minh cho hồ tuyết vĩ xem trạng sáng một chút thanh thành vườn hoa tiểu khu nhà để xe dưới hầm tô thần nhìn một cái đồng hồ đeo tay sau đó đối bên trong xe sáu cái hồ trạch hộ vệ nói lúc trời cũng không còn sớm phỏng đoán bọn họ đã ngủ các ngươi cầm người hộ vệ kia buộc lại treo tốt sau đó cho ta gọi điện thoại ta lại đi lên dương trường vinh gật đầu một cái đây là dương trường vinh bên người mới vừa giải ngủ nửa năm ngủ á huy đứng ra đối tô thần và tôn trường vinh nói một câu tô thiếu vinh ca đối phó hắn ta một cái đi là được, khi dùng chúng ta sáu cái cùng đi. Tô thần nhìn về phía Tôn Trường Vinh. Trường Vinh, ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Trường Vinh suy nghĩ một chút trả lời, Tô Thiếu, nếu Á Huy có lòng tin, ta cảm thấy có thể để cho hắn trước đi thử một chút. Tô thần gặp Tôn Trường Vinh đồng ý, vì vậy gật đầu một cái, đối ngũ Á Huy nói, được, nếu như ngươi có thể một người cầm hắn bắt, ta khen thưởng ngươi một triệu. Ngũ Á Huy vừa nghe, thật là mừng rỡ không kể xiết. Vậy ta ở chỗ này, cảm ơn trước Tô Thiếu một triệu trừ tôn trường vinh ngoài ra bốn người hộ vệ nghe nói có một triệu cầm cũng là mặt đầy hâm mộ ta đi ngũ á huy nói xong liền xuống xe hướng lầu số 5 cửa thang lầu đi tới một lát sau bên trong xe tô thần hướng tôn trường vinh nhìn một cái hỏi có 15 phút liền chứ tôn trường vinh nhìn một cái đồng hồ đeo tay sau đó xông lên tô thần gật đầu một cái trả lời 17 phút rưỡi làm sao không gọi điện thoại tô thần nghi vấn lên tiếng tôn trường vinh cầm lấy điện thoại ra cho ngũ á huy gọi một cú điện thoại đi qua nhưng nhắc nhở tắt máy tôn trường vinh sắc mặt trầm xuống đối tô thần nói một câu hắn điện thoại tắt máy tô thần vậy ý thức được ngũ á huy nhất định là gặp phải phiền toái gì nếu không cũng sẽ không tắt máy đây là hộ vệ tôn trạch người một nhà an toàn phó đội trưởng la sĩ phúc đối tô thần và tôn trường vinh nói một câu tô thiếu vinh ca ta đi xem xem tô thần lần nữa nhìn tôn trường vinh một mắt gặp tôn trường vinh gật đầu lúc này mới nhả đi đi la sĩ phúc xuống xe sau đó trước nhìn chung quanh liền một mắt, sau đó bước nhanh hướng lầu số 5 đi tới. Lúc này Tô Thần tự mình nhìn thời gian. Đến khi lại là 15 phút đi qua lúc đó, Tô Thần đối Tôn Trường Vinh phân phó một câu. Gọi điện thoại. Tôn Trường Vinh lấy ra điện thoại di động. Lần nữa lấy được máy trả lời sau đó, Tôn Trường Vinh sắc mặt càng phát ra khó khăn xem. Tô Thiếu, tắt máy. Tô Thần Nguyên vốn cho là hắn biểu tỷ chỉ là không muốn ở nhà ở, cho nên mới cầm cái này người hộ vệ thổi thần hồ kỳ thần. Nhưng bây giờ nhìn lại, người nọ thật giống như thật có bản lĩnh tiếp theo làm thế nào tô thần nhìn một cái công trường vinh và còn dư lại ngoài ra ba người hộ vệ công trường vinh suy nghĩ một chút mệnh lệnh mận quốc khánh trương kim thành đạo a khánh a thành các ngươi hai cái cùng đi xem xem là làm sao một tình huống mận quốc khánh trương kim thành gật đầu một cái hai người phải đi lúc đó công trường vinh lại không quên nhắc nhở một câu cẩn thận một chút hai người đồng thời gật đầu một cái sau đó cùng nhau hướng lầu số 5 bí mật đi đi tô thần đếm thời gian lần này còn đợi lâu 5 phút mắt gặp 20 phút đi qua, Mận Quốc Khánh và Trương Kim Thành còn chưa có trở lại, Tô Thần có chút nóng nảy. Chuyện gì xảy ra, từng cái đi lên, cũng bị mất tin tức. Dương Trường Vinh ai cái lại gọi điện thoại. Đạt được hai người điện thoại, cũng đã tắt máy trả lời sau đó, Dương Trường Vinh cũng không ngồi yên nữa. Tô Thiếu, ta đi xem xem. Tô Thần gật đầu một cái. Tô Thần bên người Hạ Nguyên Khánh, nói một câu. Vinh ca, ta cùng ngươi cùng đi chứ. Dương Trường Vinh lắc đầu một cái. Không cần, ngươi ở chỗ này bảo vệ Tô Thiếu. Nói xong, Dương Trường Vinh liền một mình xuống xe. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Tô Thần cùng có chút phiền não. Cảm thấy thời gian xong hết rồi, vì vậy quay đầu hướng Hạ Nguyên Khánh hỏi, thời gian bao lâu? Hạ Nguyên Khánh vẻ mặt ngưng trọng đáp một câu. 23 chung. Gọi điện thoại. Tô Thần làm ra chỉ thị. Hạ Nguyên Khánh gật đầu một cái, cầm lấy điện thoại ra, cho Dương Trường Vinh gọi điện thoại. Ba giây sau đó, Hạ Nguyên Khánh dương mắt nhìn về phía Tô Thần, trở về hai chữ. Tắt máy. Tô Thiếu, nếu không ta đi xem xem, Hạ Nguyên Khánh hướng Tô Thần xin chỉ thị. Tô Thần hít sâu một hơi, đáp một câu. Không cần, chúng ta cùng đi xem xem. Đây là Hạ Nguyên Khánh, cũng không dám khoe tài. Nếu là ngũ Á Huy đi không trở về, hắn còn dám đi tìm tòi kết quả. Nhưng mà bọn họ liên tiếp năm người, đi không trở về không nói, còn toàn bộ mất liên lạc. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có trăm nghìn năm bút. Chương 73, phát sinh bất ngờ. Cái này để cho hắn cũng không khỏi trong lòng đánh trống. Lầu số 5. 800 linh một trước cửa, tô thần mang hạ nguyên khánh đi tới thấy tám trăm linh một cửa phòng khép hờ tô thần nhưng không có can đảm đẩy ra đi vào ra xem hắn nhẹ ho một tiếng giữ một tích chuông cửa tiếng bước chân vang lên tô thần không khỏi được lui về phía sau hai bước cửa phòng bị mở ra mạc lị mở cửa phòng nhìn tô thần và hạ nguyên khánh một mắt hỏi tìm ai tìm ta biểu tỷ hồ tuyết vĩ tô thần mặt mang nụ cười trả lời một câu mạc lị lần nữa quét hai người một mắt sau đó đáp một câu vào đi nói xong Mạc lị liền mở cửa phòng xoay người một mình trước vào trong phòng tô thần và hạ nguyên khánh hai mắt nhìn nhau một cái sau đó hạ nguyên khánh đi trước dò đường tô thần đi theo sau cùng ra cửa tối sau đó hạ nguyên khánh và tô thần đều ngây dại ngũ á huy la sĩ phúc Bận quốc khánh trương kim thành và tôn trường vinh bị trói gô trong miệng quấn băng keo la hán chồng người như nhau xếp ở liền gian phòng một góc Mạc lị đi tới hồ tuyết phỉ gian phòng gõ cửa một cái phát hiện bên trong không có động tĩnh sau đó mặt lị lại gia tăng một chút lực độ chân đạp sàn nhà thanh âm truyền tới ngay sau đó là tiếng cửa mở hồ tuyết phỉ tóc rối bù mắt lim dim buồn ngủ nhìn mặt lị tức giận hỏi một câu làm gì mặt lị quay đầu nhìn bên trong căn phòng tô thần một mắt sau đó cười trả lời một câu có người tìm ngươi hồ tuyết phỉ theo mặt lị ánh mắt nhìn khi nhìn đến tô thần lúc đó hồ tuyết phỉ rốt cục thì thanh tỉnh lại tô thần tô thần nụ cười lúng túng hướng hồ tuyết phỉ phất phất tay hay biểu tỷ buổi tối khỏe Mạc Lệ từ cửa tránh ra tốt ngươi cái đại đầu quỷ ngươi buổi tối không ngủ, chạy tới làm gì? Hồ Tuyết Phỉ tức giận nói xong, đi ra gian phòng lúc đó, mới nhìn thấy trong góc điệp để, năm cái bị trói cư trú người lớn sống. Hồ Tuyết Phỉ sợ hết hồn, khi nhìn đến cái này năm người tướng mạo lúc đó, nàng không khỏi ngây người. Dương Trường Vinh, Trương Kim Thành, Mận Quốc Khánh. Đây là... chuyện gì xảy ra? Hồ Tuyết Phỉ nhìn xem mặt lị, lại nhìn xem tô thần. Tô thần nhẹ ho một tiếng, ngượng ngùng cười một tiếng nói, biểu tỷ, ta không yên tâm một mình ngươi ở bên ngoài, cho nên ta liền mang theo bọn họ, đi thử một chút ngươi hộ vệ thân thủ. Hiện tại thí đi ra, ngươi hộ vệ, quả nhiên rất lợi hại. Nói xong, Tô Thần còn nhìn Mạc Lệ một mắt. Hồ Tuyết Vĩ không nghĩ tới sự việc sẽ là như vậy, càng không có nghĩ tới chính là Mạc Lệ lại có thể lấy một địch năm, bắt được năm cái, gia gia nàng lương cao mời giải ngũ lính đặc chủng. Nàng ở cô và Tô Thần trước mặt, thổi phòng Mạc Lệ, chỉ là vì không trở về nhà ở. Căn bản không nghĩ tới Tô Thần sẽ phái người tới thử Mạc Lị thân thủ. Càng không có nghĩ tới, Mạc Lệ lại có thể thật như thế lợi hại. Tô Thần giật mình nàng so tô thần càng giật mình. Bất quá hồ tuyết phỉ ngoài mặt, cũng không có biểu hiện ra, ngược lại cười nói một câu. Đó là đương nhiên. Ta chọn hộ vệ, còn có thể kém. Đối tô thần một mặt đắc ý nói xong, hồ tuyết phỉ quay đầu nhìn về phía mạc lị phân phó nói, mạc lị, ngươi cầm bọn họ cũng giải khai đi, bọn họ đều là gia gia ta mời hộ vệ. Mạc lị gật đầu một cái, khi nhìn đến tô thần nửa đêm, mang giống vậy có khí chất quân nhân hạ nguyên khánh, tới đây gõ cửa lúc đó. Hắn đã đoán được, lẻn vào tiếng vào cái này năm người, hẳn cùng tô thần có quan hệ. Mạc Lệ đem trong góc, bị trói cư trú năm người, ngoài miệng băng keo xé, trên mình dây thường giải khai. Dương Trường Vinh cùng năm người, lúc này mới coi là cởi ra, trở lại tô thần bên người. Trừ Dương Trường Vinh bên ngoài, còn lại bốn người, người người cũng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Mạc Lệ. Tô Thần nhìn Mạc Lệ một mắt, sau đó một mặt tò mò, hướng hồ Tuyết Phỉ hỏi biểu tỷ, người cái này hộ vệ là từ tìm nơi nào? Dương Trường Vinh bọn họ cũng đều là về hưu lính đặc chủng, người cái này hộ vệ lại có thể có thể bắt bọn hắn lại. Ngũ Á Huy vừa nghe liền không vui cho tô thần giải thích tô thiếu chúng ta là bị đánh lén nếu là quan minh chánh đại tỷ thí hắn không nhất định là ta đối thủ nói xong ngũ á huy trong mắt liền tràn đầy không phục nhìn về phía mặt lị chúng ta là len lén lẻn vào làm sao có thể trách người ta đánh lén chúng ta dương trường vinh mở miệng đối ngũ á huy nói xong sau đó nhìn về phía mặt lị tiếp tục nói nói cho cùng vẫn là chúng ta năng lực chưa đủ người ta tính cảnh giác cao mặt lị hướng dương trường vinh cười cười các ngươi năng lực thật ra thì thật cao nhưng cùng ta so kém xa ngũ á huy la sĩ phúc Mận quốc khánh trương kim thành vốn là nghe mạc lỵ trước mặt tân bốc sắc mặt cũng có chút hòa hoãn nhưng nghe đến mạc lỵ nửa câu sau nhất thời đổi được càng tức giận hơn liền dương trường vinh sắc mặt đều có chút khó khăn xem hồ tuyết Vĩ lúng túng cười một tiếng không nghĩ tới mạc lỵ lại có thể như thế có thể đắc tội người tô thần gặp mình mang tới những hộ vệ này và mạc lỵ tới giữa đại chiến chạm một cái liền bùng nổ dáng vẻ còn thật sợ đánh tổn thương với nhau hòa khí tốt lắm biểu tỷ chúng ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi tô thần cười chúng chiếm hướng hồ tuyết phỉ cáo từ hồ tuyết phỉ gật đầu một cái ừ về ngủ sớm một chút đi tô thần hướng mặt lì ấy nấy cười một tiếng sau đó dẫn đầu xoay người dương trường vinh các người theo sát phía sau ngũ á huy cố ý thả chậm bước chân rơi vào cuối cùng đến khi những người khác đi về phía cửa tối lúc đó ngũ á huy nhưng chợt xoay người tấn công tới mặt lì trước người một cái bên phải câu quyền quơ tròn liền cánh tay hướng mặt lì đánh mặt lì đứng nguyên ở nơi đó mắt gặp quả đấm vung tới thông thả đem tay trái nắm quyền, sau đó ở ngũ á huy quả đấm vung tới một nửa lúc đó, hắn quyền trái thẳng ra, đánh về phía ngũ á huy cánh tay. Ngũ á huy quả đấm trước ra, nhưng mặt lị quả đấm, nhưng ra sau tới trước. ầm đích một tiếng. Mặt lị quả đấm, kết kết thật thật đập trúng ngũ á huy cánh tay. Ngũ á huy cảm giác cánh tay một hồi đau nhức, dùng hết khí lực toàn thân, vung ra bên phải câu quyền, vào giờ khắc này, khí lực thật giống như bị rút sạch như nhau. À. Ngũ Á Huy bị đánh về phía sau lão đảo một cái, đau kêu thành tiếng. Nguyên bản đi tới cửa tối chỗ Tô Thần, Dương Trường Vinh các người, nghe được thanh âm, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Ngũ Á Huy không nghĩ tới tình thế bắt buộc một quyền, lại có thể bị Mạc Lệ cứ như vậy hóa giải. Hắn muốn nắm lên quyền phải, lần nữa hướng Mạc Lệ phát động tấn công. Nhưng phát hiện nguyên cái cánh tay phải cũng bị mất tri giác. Thấy Mạc Lệ đứng ở nơi đó, khóe miệng khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang cười nhạo mình. Ngũ Á Huy kia có thể chịu được, lúc này quơ lên quyền trái xông lên. Mạc Lệ bắt chước làm theo, một quyền đánh vào Ngũ Á Huy cánh tay trái bàn, để cho Ngũ Á Huy cánh tay trái vậy tạm thời cùng thân thể mất đi liên lạc. Ngũ Á Huy hai quyền rơi vào khoảng không, phát hiện hai cái tay cánh tay cũng không có biện pháp nhúc nhích sau đó, hắn lại đổi ra chân phải, đá về phía Mạc Lị Hà Âm. Mạc Lị gặp đối phương toàn lực đá tới, lập tức vậy không khách khí, trước hắn nửa giây, đá vào chân phải của hắn trên cổ chân. Ngũ Á Huy chân phải chân chén bị đá trúng, nguyên cái đùi phải, vậy cảm giác cũng giống giống như bị chạm điện, không có tri giác. Hắn thân thể mất đi thăng bằng, về phía trước ngã quỵ. Mạc Lệ lui về phía sau hai bước vừa vặn để cho ngũ á huy nhào tới hắn bên chân ngũ á huy thấy được mặt lỵ chân ngẩng đầu nhìn lại lúc đó liền gặp mặt lỵ trên cao nhìn xuống cười hiếp mắt nhìn hắn ngũ á huy sắc mặt đỏ lên ánh mắt tức giận hắn muốn bò dậy nhưng hai cánh tay một cái chân cũng không có tri giác muốn leo vậy không bò dậy nổi mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian chương 74, còn nhớ ta sao thấy ngũ á huy bên trái tay phải và chân phải thật giống như phế bỏ như nhau hai người vội vàng ân cần hỏi nói á huy ngươi thế nào ngũ á huy còn chưa lên tiếng mạc lị liền mở miệng hướng hai người nói rõ hắn không có chuyện gì lớn chỉ là nơi khớp xương khí huyết lưu thông bị nghẹt một lát sau là tốt tô thần lại cười chúng chiếm đi trở về đối hồ tuyết phỉ và mạc lị nói câu xem ra á huy không phục à ai không phục các ngươi ngày khác ước trước đánh một trận liền đừng ở chỗ này quấy rầy ta ngủ hồ tuyết phỉ tức giận nói một câu được 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 chúng ta cái này thì đi tô thần cười nói xong mang đám người rời đi dương trường vinh cố ý rơi ở phía sau rất sợ có ai lại không ưa mặt lị, lại cùng hắn đánh một tràng. Ngồi thang lầu xuống lầu lúc đó, Tô Thần hướng Dương Trường Vinh hỏi một câu. Trường Vinh, ngươi cảm thấy ta biểu tỷ người hộ vệ kia như thế nào? Dương Trường Vinh cho ra đánh giá. Vô cùng lợi hại. Ta không biết bọn họ là chuyện gì xảy ra. Ta ở có phòng bị dưới tình huống, đi vào bên trong căn phòng, nhưng vẫn bị hắn đánh lén thành công. Mặc dù ta phản ứng đã rất nhanh, nhưng hắn vẫn là một chiêu, liền đem ta chế phục. Nguyên bản ta cũng xem Á Huy như nhau, không quá chịu phục, bất quá tại mới vừa, thấy Á Huy và hắn giao thủ, Á Huy tấn công đều bị hóa giải không nói, hơn nữa không còn sức đánh trả chút nào. Cái này thuyết minh hắn thân thủ, so Á Huy chí ít cao hơn một cái đoạn vị. Mà chúng ta những thứ này sớm mấy năm giải ngủ, thân thể tố chất, tốc độ phản ứng, còn không bằng Á Huy. Hạ Nguyên Khánh, La Sĩ Phúc, Mận Quốc Khánh và Trương Kim Thành cũng nhận đồng gật đầu một cái. Chỉ có bị diều ngủ Á Huy, như cũ biểu hiện có chút không phục. Tô thần nghe Dương Trường Vinh nói xong, xúc động một câu. Như thế nói, người này thật đúng là lợi hại à đóng cửa phòng mạc lị quay đầu lại liền gặp hồ tuyết phỉ thần tình nghiêm túc đang ngó chừng mình xem mạc lị sờ sờ mặt một mặt kỳ quái hỏi làm gì như vậy xem ta hồ tuyết phỉ trả lời một câu ngươi không đúng mạc lị một mặt tò mò ta tại sao không đúng sức lực hồ tuyết phỉ đáp ta điều tra ngươi tư liệu ngươi từ nhỏ không luyện võ qua vậy không học qua cái gì tê quan đô không thủ đạo các loại đại học vậy không có lên thể giáo học là kiến trúc chuyên nghiệp làm sao ngồi xong tù đi ra đổi được như thế lợi hại, lục hàng không phải đối thủ của ngươi cũng được đi, liền lùi lại ngũ lính đặc chủng, ngươi cũng có thể đánh qua. Hồ Tuyết Phỉ hỏi xong, trực câu câu nhìn chằm chằm Mạc Lị. Muốn xem hắn đáp lại như thế nào. Mạc Lị lúc này mới ý thức được, mình thủ, đưa tới Hồ Tuyết Phỉ hoài nghi. À, ngươi không biết trong ngục giam hoàn cảnh sinh tồn, có nhiều tồi tệ. Muốn ở bên trong không bị khi dễ, chỉ có thể tự thay đổi mạnh mẽ. Ta à, cái này 7 năm ở trong ngục, mỗi ngày rèn luyện, đánh nhau dĩ nhiên lợi hại. Mạc Lệ than thở một tiếng trả lời. Hồ Tuyết Phỉ nhưng là không tin lắm. Nhưng ngươi lợi hại hơn nữa, có thể so sánh đã từng nhận huấn luyện chuyên nghiệp lính đặc chủng còn lợi hại hơn. Mạc Lệ giải thích, lính đặc chủng ngươi lấy là chỉ học đánh nhau à? Bọn họ trừ rèn luyện thân thể tố chất ra, trọng yếu nhất chính là rèn luyện quân sự kỹ năng. Ngươi nếu là cho ta và lính đặc chủng, một người một chui súng lục, nhất định là ta chết nhanh hơn. Bọn họ lần này tới đây không ác ý, cho nên vậy không mang vũ khí. Nếu là có vũ khí dưới tình huống, ta khẳng định không phải là đối thủ. Hồ Tuyết Phỉ nghe xong Mạc Lệ nói, gật đầu một cái lầm bầm lầu bầu một câu ngươi nói rất hay xem cũng có đạo lý gặp hồ tuyết phỉ thùy mắt đang suy nghĩ chút gì mạc lị vội vàng ngắt một cái nói tốt lắm thời gian không còn sớm nhanh lên một chút đi ngủ ta đều mệt mỏi nói xong mạc lị cũng không cùng hồ tuyết phỉ trả lời liền mình về trước phòng ngủ chính hồ tuyết phỉ rõ ràng không phải là một cô gái ngốc mạc lị biết nếu là để cho hồ tuyết phỉ tiếp tục hỏi tiếp mình hiện biên mà nói rất có thể sẽ xuất hiện sơ suất 6 giờ nháo tiếng chung vang lên mạc lỵ mơ mơ màng màng mở mắt ra cầm lấy điện thoại di động nhìn một cái. Vốn là muốn muốn rời giường, là Nam Nam và Hồ Tuyết Vĩ làm điểm tâm. Nhưng thấy hôm nay là thứ bảy sau đó, Mạc Lệ liền đem đồng hồ báo thức đóng lại, lần nữa kéo tốt chăn, nhắm mắt lại. Thật vất vả đến khi con gái qua chủ nhật, Mạc Lệ chuẩn bị để cho Nam Nam ngủ đến tự nhiên tỉnh. Dĩ nhiên, chính hắn cũng có thể ngủ nướng. Nam Nam ngủ đến 9 giờ rưỡi mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại, sẽ mặc mang ngay ngắn, cõng túi sách, vội vội vàng vàng, vàng chạy đến Mạc Lệ gian phòng. Ba ba, ta đi học tới trễ, ngươi mau đưa ta đi trường học. Mạc Lệ nằm ở trên giường, nhìn vẻ mặt lo lắng con gái, cười trả lời một câu. Ngươi quên. Hôm nay là chủ nhật, không cần đi học. Không cần đi học. Mạc Lệ gật đầu một cái. Nam Nam thấy vậy, nhất thời thì có nụ cười. Trở về nửa ngủ một hồi mà đi, cùng ngủ đủ rồi, ba ba mang ngươi đi ăn điểm tâm. Nam Nam gật đầu một cái, xoay người lúc trời đi, còn là Mạc Lệ phòng ngủ cửa cho mang theo. Mạc Lệ ngáp một cái, chuẩn bị ngủ nửa cái hồi lung giác, không nghĩ tới Nam Nam đi mà trở lại. Mạc Lệ nhìn đẩy cửa ra, cũng không có đi tới nam nam hỏi thế nào nam nam có chút ngượng ngùng sờ bụng một cái đáp một câu ba ba ta đói mạc Lị thấy từ trên giường ngồi dậy duỗi người nói đi ba ba mang ngươi đi ăn cơm mang nam nam ở dưới lầu ăn hai chén hoành thánh sau đó mạc Lị cũng không có lập tức mang con gái về nhà mà là trận chiếc taxi đi tới rời nhà bên trong không xa một cái chơi trò chơi trẻ em trận đi vào sân chơi bên trong nam nam nhìn nhiều loại chơi trò chơi phương tiện cũng một mặt mới lạ dáng vẻ mạc Lị thấy hỏi con gái mình một câu. Tiểu ất, trước kia tới sân chơi chơi qua sao? Nam Nam cúi đầu thùy mắt, khẽ gật đầu một cái. Mạc Lị thấy, lại là một hồi đau lòng, bất quá trên mặt nhưng lộ ra nụ cười, ngồi xổm người xuống, đối Nam Nam nói, ngày hôm nay muốn chơi cái gì chơi cái gì, ba ba mang ngươi chơi một đủ. Nam Nam nghe được Mạc Lị mà nói, lập tức lại đổi được vui vẻ, nặng nặng gật đầu một cái. Mặc dù Mạc Lị đặc biệt nhớ để cho Nam Nam, cầm muốn chơi cũng chơi một lần. Nhưng bởi vì có chút hạng mục, đối với 7 tuổi hài tử mà nói, không đủ an toàn, cho nên vẫn là xóa bỏ. Mạc Lệ mang Nam Nam, mua hai cái kem ly sau đó, hai người vừa đi vừa ăn, thấy người trước mặt rất nhiều, Mạc Lệ liền dẫn Nam Nam đi tới. Đến gần vừa thấy, Mạc Lệ mới phát hiện mọi người đang đang vây xem, một người phụ huynh dùng khí súng cổ động cầu. Mạc Lệ gặp con gái không thấy được, liền đem Nam Nam bế lên. Nam Nam thấy được phần thưởng, các loại các loại, tất cả lớn nhỏ búp bê. Ba ba, ta muốn cái đó con thỏ nhỏ. Mạc Lệ còn chưa lên tiếng, trước mặt ôm trước đứa trẻ người đàn ông quay đầu nhìn nam nam và mạc lỵ một mắt khi nhìn đến mạc lỵ lúc đó người đàn ông sửng sốt một tí sau đó gọi ra mạc lỵ tên chữ mạc lỵ người đàn ông vừa mở miệng người đàn ông bên cạnh cây trước biếm tóc nhỏ người phụ nữ cũng quay đầu trông lại mạc Lị nhìn chằm chằm người đàn ông nhìn xem sau đó không xác định kêu một tiếng kim nhất minh kim nhất minh gật đầu cười sau đó nhìn về phía phụ nữ bên người khóe miệng khẽ nhúc nhích hướng mạc Lị hỏi vị đại mỹ nữ này ngươi còn nhớ là ai chứ mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian chương 75, cổ động cầu mặc lị ánh mắt lại chuyển tới chải biếm tóc nhỏ tóc người cao gầy ăn mặc áo sơ mi trắng màu đen váy xếp nếp người phụ nữ người phụ nữ trang điểm xinh đẹp nhưng mi mắt có mấy phần quen mắt mặc lị suy nghĩ một chút sau đó nhìn người phụ nữ thử dò xét mở miệng triệu giai lệ triệu giai lệ cười chúng chiếm gật đầu nói câu mặc lị thật lâu không gặp mặc lị cười đáp một câu thật lâu không gặp hắn cùng kim nhất minh và triệu giai lệ đích xác là rất lâu chưa từng thấy trước kia còn không hồi tống gia trước hắn và tỷ tỷ một mực ở cùng mẫu thân ở khu thành cũ mướn phòng sinh hoạt hắn cùng kim nhất minh và triệu giai lệ đều là ở lớn trong tạp viện lớn lên hài tử bởi vì bọn họ cùng lứa cho nên mẫu thân năm đó từng để cho hắn cùng kim nhất minh và triệu giai lệ các người chơi với nhau bất quá khi còn bé bởi vì là mẫu thân đơn độc mang hắn thường bị người cười nhạo không có ba ba cho nên khi còn bé hắn vẫn luôn không có dung nhập vào lớn tạp viện đám kia bạn cùng lứa tuổi bên trong ngược lại kim nhất minh triệu giai lệ còn có một cái kêu dương thiên bảo thường xuyên dẫn đầu khi dễ hắn một minh nước đây sau lưng bỗng nhiên truyền tới giọng nam mạc lỵ quay đầu liền gặp một người đầu trọc ăn mặc màu xám cho tây trang dày da đen thanh niên người đàn ông trong tay xách một túi nước suối đi tới mạc lỵ nhìn cái này nam đầu trọc người cũng cảm thấy được có chút quen mắt đến khi nam đầu trọc người đi tới hắn bên người lúc đó kim nhất minh chỉ mạc lỵ cười chúng chiếm hướng nam đầu trọc người hỏi thiên bảo còn nhận được hắn sao nghe được kim nhất minh kêu lên thanh niên đầu trọc tên chữ mặt lị lúc này mới nhận ra người này chính là năm đó thường thường đi theo kim nhất minh tả hữu dương thiên bảo dương thiên bảo khi còn bé tóc đặc biệt dày đặc cũng không nghĩ tới tuổi còn trẻ liền trọc dương thiên bảo quan sát mặt lị một mắt sau đó trên mặt lộ ra nụ cười Tần gia tiểu tử mặt lị miễn cười gật đầu dương thiên bảo cười ha ha một tiếng trùng trùng đánh mặt lị bả vai một tí chúng ta biết bao lâu không gặp mặt lị cười trả lời một câu có mười mấy năm đi Dương Thiên Bảo nhìn bị Nam Nam ôm vào trong ngực Nam Nam, hỏi một câu, nữ nhi ngươi. Mạc Lị gật đầu. Hài tử mẹ nàng đâu? Dương Thiên Bảo lại hỏi câu. Nàng không có tới. Mười mấy năm không gặp, ngươi qua như thế nào? Bây giờ đang làm gì vậy? Mạc Lị hồi, qua khá tốt, hiện tại ở cho người làm hộ vệ. Hộ vệ, một tháng mở bao nhiêu tiền? Dương Thiên Bảo vừa nghe, nhất thời hứng thú. Mạc Lị biết hồ tuyết phỉ, là bởi vì là muốn báo ân, cho nên mới mở ra ngẩn cao tiền lương, cho nên Mạc Lị cũng không có như nói thật, không nhiều, một tháng mấy ngàn đồng tiền đi. Dương Thiên Bảo vừa nghe, cười nhạo một tiếng. Mấy ngàn khối. Vậy quá ít. Không bằng ngươi vậy tới đây, đến một minh ca dưới quyền liền đi. Mạc Lị nghi ngờ nhìn Kim Nhất Minh một mắt. Kim Nhất Minh vừa gặp Mạc Lị trong lại, trong thần sắc nhất thời liền để lộ ra chút kiêu ngạo đi ra. Triệu Giai Lệ vậy mặt đầy cười trúng chiếm, một mặt kính mến, nhìn về phía Kim Nhất Minh. Dương Thiên Bảo cười hắc hắc, đem Kim Nhất Minh giới thiệu lần nữa cho Mạc Lị biết. Ngươi còn không biết sao? một minh ca làm ăn phát tài hiện tại xuất thân hơn trăm triệu ta hiện tại vậy đi theo một minh ca liền đâu là hắn công ty đội trưởng bảo an đi làm thêm tài xế một tháng cầm tiền không tính là nhiều nhưng cũng có hai ba chục ngàn ngươi nếu là tới đây cùng một minh ca liền muốn cùng ta đãi ngộ như nhau vậy phỏng đoán không thể nào nhưng một minh ca xem ở chúng ta cùng nhau ở một cái trong đại viện lớn lên tình nghĩa một tháng cho ngươi hơn mười nghìn hẳn là không có vấn đề gì đúng không một minh ca kim nhất minh cười cười đó là đương nhiên đều là khi còn bé bạn chơi, ta hiện tại có điểm năng lực, dĩ nhiên phải chiếu cố một tí. Dương Thiên Bảo quay đầu nhìn Mạc Lị, cười mỉa mở miệng, như thế nào Mạc Lị, muốn không muốn chuyển tới một minh ca công ty, tới ta thuộc hạ làm bảo an. Không được, ta cái đó người thuê đối với ta tốt vô cùng. Mạc Lị khéo léo từ chối Dương Thiên Bảo mời. Dương Thiên Bảo cười nhạo một tiếng. Đối với người tốt có ích lợi gì à? Bây giờ là xã hội kim tiền, đối với người tốt lại không thể làm cơm ăn. Kim Nhất Minh nhìn Mạc Lị cười cười, sau đó đối Dương Thiên Bảo nói một câu được rồi thiên bảo không muốn cưỡng cầu người ta người có chí riêng mà dương thiên bạch liền một tiếng nhìn mạc lỵ cười trêu nói này mạc lỵ ngươi lại thế nào giống như trước ngu mạc lỵ còn chưa lên tiếng nam nam liền mở miệng trước ngươi mới ngu mạc lỵ gặp nam nam tức giận bảo vệ mình trong lòng một hồi cảm động bé gái làm sao cùng trưởng bối nói chuyện đâu dương thiên bảo vừa nói thì đi đánh lẫm bẩm đầu mạc lỵ thấy trong mắt lóe lên sắc bén nâng tay trái lên bóp một tí đánh vào dương thiên bảo bên phải trên cánh tay nhỏ Dương Thiên Bảo cảm giác bên phải nhỏ cánh tay, thật giống như bị điện giật vậy, vừa tê dại vừa đau. Hắn tay trái che tay phải nhỏ cánh tay, tức giận nhìn về phía mặt lị. Triệu Giai Lệ gặp bầu không khí cứng đờ, cười chúng chiếm ngang Dương Thiên Bảo một mắt. Đừng ngay trước người ta hài tử, nói người ta ba ba ngu. Dương Thiên Bảo gặp Triệu Giai Lệ ra mặt, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, không có phát tác. Kim Nhất Minh vậy đi ra đánh cái giảng hòa, hướng Mạc Lị hỏi, muốn đánh khí cầu sao Mạc Lị? Mạc Lị gật đầu một cái. Nếu không ngươi tới trước. Kim Nhất Minh nghi người tương thỉnh, nhường ra vị trí. Mặt lị lắc đầu. Ngươi ở trước mặt, ngươi tới trước đi. Được, ta tới trước. Kim Nhất Minh cũng sẽ không khách khí, tiến lên một bước, nhận lấy bày sạp lão bản, lần nữa nhét vào hoàng đạn súng hơi. Kim Nhất Minh ở lan can bên ngoài, nhìn một cái khoảng cách, sau đó lui về liền 20M bên ngoài vị trí. Người chung quanh thấy, tháng phục lên tiếng. Qua, cách xa như vậy. Kim Nhất Minh cười nhạt. Cách xa như vậy, là bởi vì làm cho này loại đồ chơi súng trường, tầm bắn hữu hiệu chỉ có xa như vậy lời vừa nói ra người chung quanh lập tức phản ứng xem ra cái này là cao thủ à dương thiên bảo cười một tiếng sau đó đối đám người lớn tiếng nói chủ chúng ta trước kia nhưng mà thành phố thanh châu bắn đội bày sạp lão bản vừa nghe kim nhất minh trước kia là bắn đội sắc mặt liền có chút khó coi kim nhất minh thấy liền vội vàng cười trấn an lão bản một câu lão bản đừng lo lắng ta chính là vui đùa một chút đến lúc đó được cái gì phần thưởng nên bao nhiêu tiền ta cho ngươi bao nhiêu tiền bày sạp lão bản vừa nghe trên mặt lúc này mới có nụ cười. Thật tốt. Kim Nhất Minh hai chân bước mở, đem đồ chơi súng trường, để ở đầu vai, hát lên đường, nhắm sau đó, liền bắt đầu bóp cò. Phịch. Viên đạn bay ra, khí cầu nổ tung. Kim Nhất Minh đánh trúng một cái khí cầu, trong tay không ngừng, nhanh chóng cho viên đạn lên nòng, lại bắn súng thứ hai. Phịch. Súng thứ hai lần nữa trúng mục tiêu. Kim Nhất Minh vô cùng nhanh chóng cho viên đạn lên nòng, nhắm, đánh lén bắn. Súng thứ ba trúng mục tiêu, súng thứ bốn trúng mục tiêu. 20 viên đạn, Kim Nhất Minh chỉ dùng nửa phút thời gian, liền toàn bộ đánh phát ra ngoài. Khí cầu trên tường 20 cái khí cầu, chỉ còn lại hai cái còn ở phía trên. Nói cách khác, Kim Nhất Minh 20 phát đạn, trúng 18 phát. Người vây xem từng cái, đều trợn to hai mắt. Khi phục hồi tinh thần lại, mọi người vây xem bắt đầu vỗ tay khen. Qua, wow, cái này cũng thật lợi hại. Không thua thiệt ở bắn đội lâu quá, trên căn bản là súng bắn tất trúng à. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 76, cầm phần thưởng bầy sạp lão bản cười ha hả ôm tới mấy kiện búp bê và đồ chơi đưa cho kim nhất minh lão bản cái này là của ngài phần thưởng dương thiên bảo mắt cấp tay mau giúp kim nhất minh nhận lấy bầy sạp lão bản nhét vào vui cái súng hơi lại đang treo trên tường đầy khí cầu ở bầy sạp lão bản cầm súng hơi muốn đưa cho mặt lị lúc đó mặt lị điện thoại di động bỗng nhiên điện thoại tới mặt lị cầm lấy điện thoại ra vừa thấy phát hiện là hồ tuyết vĩ đánh tới tiếp thông sau đó hắn còn chưa lên tiếng hồ tuyết vĩ liền mở miệng trước các ngươi ở nhà không chờ một chút tới đón các ngươi đi ra ăn cơm. Không có ở nhà, vỡ trụ vườn sân chơi đây. Phải, chờ một chút ta tới đón các ngươi. Mạc Lị cúp điện thoại. Dương Thiên Bảo cầm súng hơi, liếc Mạc Lị một mắt, hỏi, Mạc Lị, nếu không ngươi chơi trước. Mạc Lị gặp đối phương liền súng hơi, đều không đưa tới, cũng biết đối phương, cũng không phải thật muốn để cho hắn chơi trước. Hắn cũng không gấp, vì vậy đáp một câu. Ngươi chơi trước đi. Được, vậy ta sẽ không khách khí. Dương Thiên Bảo nói xong, đi tới vây cảng tiền trạm định, quay đầu lại thổi thổi phòng kim nhất minh một câu. Ta không một minh ca, ngươi thực lực đó, chỉ có thể đứng gần như vậy đánh. Đối với Dương Thiên Bảo thổi nâng, kim nhất minh mặt lộ mỉm cười, lộ vẻ rất hưởng thụ. Dương Thiên Bảo nhắm sau đó, liền bắt đầu bắn. Hắn động tác khó chịu, cứ việc nhắm ngay thời gian rất dài, nhưng hiệu quả nhưng không thế nào như ý. 20 phát đạn, chỉ trúng 10 phát. Dương Thiên Bảo lắc đầu than thở. Ta cái này đánh vậy quá kém. Kim Nhất Minh an ủi Dương Thiên Bảo một câu. Ngươi không có nhận chuyên nghiệp huấn luyện, có thể đánh thành như vậy, đã rất tốt. Dương Thiên Bảo cười hắc hắc. Ta tài nghệ cao nhất, cũng không bằng một minh ca, ngươi nhất tài nghệ thấp. Kim Nhất Minh nhìn, Dương Thiên Bảo trong tay đồ chơi súng hơi, khẽ cười một tiếng. Cái loại này súng chính là dỗ hài tử vui vẻ, căn bản không thể hiện được tài nghệ thật sự. Chờ ta bắn quán khai trương, ta để cho ngươi thể nghiệm một tí, thật súng lục cảm. Dương Thiên Bảo vừa nghe, trong mắt lập tức sáng lên. Cảm ơn một minh ca. Kim Nhất Minh đây là nhìn về phía Mạc Lị. Mạc Lị, đến lúc đó vậy cùng đi, không sờ qua thương thật chứ. Mạc Lị cười không nói. Hắn sờ qua súng, nói không chừng so Kim Nhất Minh đã gặp còn muốn hơn. Cùng bày sạp lão bản đổi xong khí cầu, đem đồ chơi súng hơi nhét vào hoàng viên đạn sau đó, đưa cho Mạc Lị. Người chung quanh ánh mắt, nhất thời lại tụ tập đến Mạc Lị trên mình. Mạc Lị cũng không có lập tức bắt đầu bắn, mà là xem Kim Nhất Minh như nhau, đi tới 20m xa vị trí. Dương Thiên Bảo thấy, châm chọc lên tiếng nói, Mạc Lị, một minh ca là học bắn, cho nên mới cách xa như vậy. Ngươi cách xa như vậy làm gì? sẽ không phải là lấy vì mình, cũng có thể ở 20M bên ngoài, đánh trúng khí cầu chứ. Lời vừa nói ra, Kim Nhất Minh mặt lộ vẻ cười khẽ, dẫn đứa trẻ triệu giai lệ, trong ánh mắt cũng có đùa cực. Mạc Lị cười trở về Dương Thiên Bảo một câu. Ngươi hiểu lầm, không phải ta muốn đánh. Dương Thiên Bảo nghi ngờ hỏi, vậy là ai muốn đánh? Mạc Lị ngồi sổng người xuống, miễn cười đối bên cạnh con gái nói, tiểu ất, ngươi tới đánh có được hay không? Nam Nam nắm Mạc Lị quần áo, sắc mặt khổ sở trả lời một câu. Ba ba, ta sẽ không không có sao, ba ba giúp ngươi bưng súng lên nòng, ngươi chỉ cần trừ cò súng là được. Nghe Mạc Lị như thế nói, Nam Nam lúc này mới gật đầu một cái, trên mặt lại có nụ cười. Hừng. Mạc Lị đi tới Nam Nam sau lưng, hai tay đem nàng vòng ở, sau đó đem đồ chơi súng hơi lên nòng, nhắm. Làm xong hết thảy các thứ này, mới để cho con gái ngón tay sờ hướng cò súng. Mạc Lị đầu dán vào Nam Nam gò má một bên, ôn nhu nói, tới, ba ba đếm một hai ba, đếm tới bía lúc đó, ngươi liền bóp cò. Nam Nam có chút khẩn trương một tiếng. Mạc Lị hơi liếc một cái chính xác, liền bắt đầu đếm ngược. Một, hai, ba. Nói đến ba lúc đó, nam nam bóp cò. Ẩm đích một tiếng, viên đạn trúng mục tiêu, khí cầu phá sập. Nam nam thấy, dị thường vui vẻ, quay đầu đối Mạc Lị nói. Đánh trúng ba ba, đánh trúng ba ba. Mạc Lị hôn lẩm bẩm gò má một tí. Tiểu ức thật giỏi, tới, tiếp tục. Súng thứ một trúng mục tiêu, để cho nam nam lòng tin tăng nhiều. Súng thứ hai đánh phát ra ngoài, lại làm đích một tiếng. Lại trúng, lại trúng, ngươi xem ta lại trúng ba ba nam nam tung tăng không dứt mặt lỵ không lên tiếng tiếp tục cho nam nam bưng súng lên nòng nhắm nam nam chỉ để ý bóp cò trong súng thứ ba trong súng thứ bốn tiếp theo là súng thứ bốn súng thứ năm đến khi nam nam đem súng bên trong hai mươi viên đạn bắn xong khí cầu trên tường đã không còn khí cầu Kim nhất minh một mặt khó tin triệu giai lệ một mặt kinh ngạc dương thiên bảo lại là vẻ mặt đờ đẫn quần chúng vây xem sau khi phản ứng bắt đầu bàn luận sôi nổi trời ạ à lại có thể toàn bộ đánh trúng. Cái này bé gái thật là lợi hại à. Không phải bé gái lợi hại, rõ ràng là giúp bé gái, bưng súng nhắm ba ba lợi hại hơn. Mạc Lệ dắt lẩm bẩm tay, đi tới Kim Nhất Minh, Triệu Giai Lệ và Dương Thiên Bảo trước người, cười hỏi một câu, con gái ta thương pháp như thế nào? Kim Nhất Minh vẻ mặt khó chịu, không có trả lời. Triệu Giai Lệ khóe miệng co rút hạ, muốn mở miệng, nhưng thấy được Kim Nhất Minh sắc mặt không tốt, lại đem lời đến khóe miệng, nuốt vào ói tử bên trong. Dương Thiên Bảo gặp Mạc Lệ đắc ý dáng vẻ, mười phần tức giận nhưng hết lần này tới lần khác còn không có biện pháp trả lời ai kêu hắn mới vừa cầm kim nhất minh thổi như vậy lợi hại kết quả mạc lị và con gái hắn ở giống nhau khoảng cách hạ 20 phát đạn một phát không rơi cầm khí cầu trên tường khí cầu toàn bộ đánh bể cái này không ước chừng thành tích thắng được kim nhất minh bắn độ khó vậy so kim nhất minh lớn hơn nhiều bởi vì mạc lị cũng không phải là mình bắn mà là phụ trợ một cái bé gái bắn mạc lị gặp ba người không nói lời nào khẽ cười một tiếng sau đó đem đồ chơi súng hơi giao cho bày sạp lão bản Lão bản, giúp ta cầm một tí cái đó con thỏ nhỏ. Mạc Lị cho lão bản 20 khối, sau đó chỉ một tí, Nam Nam thích cái đó thỏ búp bê. Lão bản gặp Mạc Lị toàn bộ đánh trúng khí cầu, không để cho hắn tặng không cũng được đi, lại còn cầm cổ động cầu tiền cho. Lập tức 10 phần vui vẻ, đem thỏ búp bê lấy tới, giao cho Nam Nam. Nam Nam đem con thỏ nhỏ nhận lấy, cả người đều rất hưng phấn. Mạc Lị được con gái mong muốn búp bê, không lại tiếp tục lưu lại, dắt lẩm bẩm tay, xoay người rời đi. Vũ trụ vườn sân chơi ngoài cửa cùng đi ra ngoài kim nhất minh gọi lại Mạc lị Mạc lị chờ ta bắn quán khai trương ngươi nhất định phải tới chúng ta tỉ thí một tí Mạc lị quay đầu nhìn về phía kim nhất minh liền gặp hắn một bộ dáng vẻ không phục ta không có hứng thú Mạc lị nói xong quay đầu trở lại cầm lấy điện thoại ra đang muốn cho hồ tuyết phỉ gọi điện thoại lúc đó liền nghe được dương thiên bảo kích động mở miệng một minh ca mau xem rôn sơ trong kho nam bản thêm dài Mạc lị hướng trên đường nhìn lướt qua thấy được một chiếc màu trắng rôn royce trong kho nam bản thêm dài từ khác một con phố khác quẹo qua, chậm rãi lái tới. Kim Nhất Minh nhìn Dương Thiên Bảo, ngón tay phương hướng, vậy trước mắt sáng lên dáng vẻ. Vẫn là màu trắng. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 77, Tuyết Vĩ Dương Thiên Bảo bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Kim Nhất Minh hỏi, "Một Minh ca, ta, ta nhớ thành phố Thanh Châu, thật giống như chỉ có một chiếc màu trắng định chế khoảng, Rolls Royce trong kho nam bản thêm dài." Kim Nhất Minh gật đầu một cái, nhìn màu trắng Rolls Royce, trong kho nam bản thêm dài bản số xe, nói một câu, là hồ tiểu thư tọa giá. Mắt gặp màu trắng rôn royce hướng bên này dựa vào tới đây. Dương Thiên Bảo nghi ngờ mở miệng. Xe hình như là đi chúng ta bên này mở à. Gặp màu trắng rôn royce từ từ chậm lại, Kim Nhất Minh vậy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là xe hết xăng? Màu trắng rôn royce trong kho nam bản thêm dài, từ từ đầu ở mặt lị và nam nam trước người. Cửa buồn xe mở ra. Ăn mặc màu trắng tây phục ngắn, màu trắng dày cao góc hồ tuyết phỉ, theo xe bên trong đi xuống. Ở sân chơi cửa nam nam nữ nữ thấy, cũng không nhận được khen ngợi lên tiếng. Mau xem, nàng kia thật là đẹp. Thật đẹp. Thật trắng, mặt rất tinh xảo, vóc người cũng tốt. Có phải hay không người minh tinh nào? Dương Thiên Bảo vừa gặp Hồ Tuyết Phỉ, xuất hiện ở trước mặt, ánh mắt cũng nhìn trực. Kim Nhất Minh mặc dù không có, Dương Thiên Bảo như vậy thất thố, nhưng lúc mở miệng, nhưng bởi vì khẩn trương, bắt đầu thay đổi cà lâm. Hồ, Hồ, Hồ Tiểu Thư. Hồ Tuyết Phỉ liếc Kim Nhất Minh một mắt, phát hiện không nhận biết sau đó, liền hồi ánh mắt. Nhìn về phía mặt lị và nam nam lúc đó, Hồ Tuyết Phỉ khóe miệng một cong, nụ cười rực rỡ hỏi, như thế nào, chơi vui vẻ không? Thấy Hồ Tuyết Phỉ cùng mặt Lệ, Nam Nam, một mặt thân thiện đáp lời, Kim Nhất Minh, Triệu Giai Lệ và Dương Thiên Bảo, tất cả đều xem mắt choáng váng. Nam Nam cầm con thỏ nhỏ búp bê, vui vẻ đối Hồ Tuyết Phỉ nói, Tuyết Phỉ tỷ tỷ, ngươi không thấy được, ta mới vừa rồi cổ động cầu, toàn bộ đánh trúng. Đây là khen thưởng cho ta con thỏ nhỏ. Hồ Tuyết Phỉ không người, xoa xoa lẩm bẩm gương mặt, cười chúng chiếm tán dương, tiểu ức thật là lợi hại nha, lần sau ngươi chơi nữa, tỷ tỷ cùng ngươi cùng nhau có được hay không? Nam Nam cùng gật đầu. Hừng. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Hồ Tuyết Phỉ ngồi trước vào bên trong xe, sau đó đem Nam Nam ôm đi lên. Mặt lị viện cửa xe, rơi vào cuối cùng. Cùng màu trắng Rolls Royce, trong kho Nam bản thêm dài, sau khi đi xa, Dương Thiên Bảo mới một mặt không thể tưởng tượng nổi mở miệng. Mặt lị. Làm sao sẽ biết? Hồ Đại Tiểu Thư. Kiên Nhất Minh một mặt thất thần, cũng là khó tin. Cái này hai người làm sao có thể biết? triệu giai lệ vậy lẩm bẩm mở miệng không chỉ có biết hơn nữa nhìn thấy được hồ tuyết phỉ cùng mạc lỵ con gái quan hệ rất thân mật thân mật kim nhất minh và dương thiên bảo nhìn triệu giai lệ một mắt đồng thời bắt đầu phỏng đoán mạc lỵ và hồ tuyết phỉ là như thế nào quan hệ thân mật ngồi ở bên trong xe mạc lỵ nhìn một cái trong xe sang trọng nội thất cười hỏi hồ tuyết phỉ mời chúng ta ăn một bữa cơm không cần phải long trọng như vậy chứ đang cùng nam nam chơi đùa hồ tuyết phỉ nghe được mạc lỵ nói chuyện cười trả lời ta vốn là ở sân bay tiếp khách hàng nhưng là bọn họ có chuyện tạm thời không tới được. Ta đã đặt rồi một bàn lớn thức ăn, liền ta một cái ăn, cũng là lãng phí, còn không bằng chúng ta ăn chung. Mạc Lị lúc này mới rõ ràng, hồ tuyết phỉ chiếc này màu trắng Rolls Royce, trong kho nam bản thêm dài, cũng không phải là vì mời hắn và nam nam ăn cơm, mới mở ra. Lợi hành quốc tế khách sạn lớn. Thành phố Thanh Châu tốt nhất khách sạn lớn cấp 5 sao. Hồ Tuyết Phỉ mang Mạc Lệ và Nam Nam đi thang máy, chạy thẳng tới tầng chót. Cửa thang máy mở ra. Hồ Tuyết Phỉ dắt lẩm bẩm tay, dẫn đầu đi ra thang máy mạc lỵ theo sát phía sau. đây là đối diện cửa thang máy, vậy chậm rãi mở. mạc lỵ nhìn lướt qua, gặp đi thang máy đi lên, là ba cái tây trang dày da người đàn ông. ở phía trước là cái chia nhau thanh niên. hắn giữ lại tu bổ qua ngắn tra râu, người mặc tây phục đen, không có mang cà vạt, cả người lộ vẻ được có chút buông tùng. chia nhau người đàn ông phía sau hai cái người đàn ông, một cái mặt xám tây phục, một cái mặt xanh đậm tây phục. mặc dù hai người tuổi tác, nhìn qua tỷ số đầu thanh niên tuổi tác lớn hơn, nhưng hai người bạn ở chia nhau thanh niên cỡ đó cũng là một bộ cung kính lấy lòng tư thái. mặc Lệ chỉ là quét ba người một mắt, cũng không có nhiều ít để ý. Không nghĩ tới phải, đối diện từ trong thang máy đi ra ba cái người đàn ông, thấy Hồ Tuyết Vĩ lúc đó, không hẹn mà cùng mở miệng. Hồ Tiểu Thư. Tuyết Vĩ. Tuyết Vĩ. Hồ Tuyết Vĩ quay đầu, nhìn về phía đi tới ba người lúc đó, sửng sốt một tí, sau đó nụ cười có chút cứng ngắc, hướng ba người lên tiếng chào. Đại ca, nhị ca, Phan Thiếu. Phan Thế Hào đi tới Hồ Tuyết Vĩ trước người dừng lại, cười chúng chiếm mở miệng. Tới dùng cơm à Tuyết Vĩ, ung um, phan thiếu phan thế hào ánh mắt ở nam nam và mạc lỵ trên mặt vòng vo chuyển sau đó sẽ lần hướng hồ tuyết phỉ cười hỏi cái này hai vị là hồ tuyết phỉ trước giới thiệu một tí mạc lỵ bạn ta mạc lỵ sau đó vừa nhìn về phía ánh mắt có chút khiếp khiếp nam nam đây là bạn ta con gái phan thế hào hướng mạc lỵ đưa tay phải ra báo ra tên họ phan thế hào mạc lỵ một nghe được cái tên này lập tức thì biết người này là ai cùng lục hàng cùng nổi danh cùng là con em thế gia phan thị gia tộc tiểu thiếu gia Mạc Lệ cùng Phan Thế Hào bắt tay một cái. Mạc Lệ, làm sao không có ở Thanh Châu, nghe qua tần công tử tên chữ. Phan Thế Hào mặc lộ vẻ nghi ngờ. Mạc Lệ cười đáp một câu. Sau này ngươi biết thường xuyên nghe được. Phan Thế Hào ha ha cười một tiếng. Vậy tần công tử sau này có thể được cố gắng một chút, ta thường xuyên nghe được, trừ người đẹp tên chữ, ngoài ra đều là thành phố Thanh Châu, thanh niên tài giỏi đẹp trai tên chữ. Đối Mạc Lệ nói xong, Phan Thế Hào liền không để ý nữa Mạc Lệ, mà là nhìn về phía Hồ Tuyết Phỉ, cười chúng chiếm phát ra mời hồ tiểu thư nếu gặp chúng ta liền ăn chung chứ hồ tuyết phỉ mỉm cười từ chối không cần ta đã đặt xong phòng riêng và bữa điểm tâm cái này có gì để cho bọn họ lui hết không được sao ta cùng nơi này lão bản rất quen chuyện một câu nói hồ tuyết phỉ lần nữa từ chối không cần như thế phiền toái lần này ta là cùng bằng hữu cùng nhau lần sau đi lần sau có cơ hội ta mời phan thiếu gia ăn cơm gặp hồ tuyết phỉ nhìn về phía mặt lỵ phan thế hào vậy đi theo nhìn lại hồ tiểu thư bằng hữu chính là ta phan thế hào bằng hữu vị này họ tần tiên sinh hẳn không để ý cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm chứ phan thế hào nói xong hồ tuyết phỉ hồ bên trong nguyên hồ vệ châu đều nhìn về phía liền mạc lỵ ở hồ bên trong nguyên và hồ vệ châu xem ra thành tựu thành phố thanh châu lớn thứ nhất thế gia tiểu thiếu gia báo ra mình tên chữ thả có lòng tốt vị này kêu mạc lỵ hẳn biết bán phan thế hào một cái mặt mũi nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới phải mạc lì cự tuyệt hơn nữa cự tuyệt tương đương dứt khoát mạc lì chỉ trở về hai chữ để ý Hồ Tuyết Phỉ sửng sốt một tí, hồ bên trong nguyên và hồ vệ châu, vậy trận mắt hốc mồm. Ai muốn không nghĩ tới, đối mặt thanh châu lớn thứ nhất thế gia, nhà giàu có quý công tử. Mặc Lệ lại một chút mặt mũi cũng không cho. Mặc Lệ đối Phan Thế Hào nói xong, quay đầu nhìn về phía Hồ Tuyết Phỉ, mở miệng nói, đi thôi. Hồ Tuyết Phỉ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hướng mặt đầy âm trầm Phan Thế Hào, ấy nấy cười một tiếng, sau đó dắt lẩm bẩm tay, hướng mình dự đặt xong phòng riêng đi tới, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Chương 78 nhất định phải tới. Mạc Lệ đối với Phan Thế Hào âm trầm nhìn chăm chú, không thèm để ý chút nào, chậm rãi bước đi theo Hồ Tuyết Phỉ sau lưng. Diện tích rộng rãi, trang trí xa hoa bên trong bao xương Hồ Tuyết Phỉ ngồi ở bàn tròn lớn trước, cùng phục vụ viên lên món công phu, nhìn về phía Mạc Lệ hỏi, "Ngươi có biết hay không hắn thân phận?" Mạc Lệ biết Hồ Tuyết Phỉ nói đúng Phan Thế Hào, vì vậy gật đầu. Phan thị gia tộc trưởng môn nhân tiểu nhi tử, Phan Thế Hào. Hồ Tuyết Phỉ nguyên bản còn lấy là, Mạc Lệ cũng không biết Phan Thế Hào gia thế bối cảnh. Không nghĩ tới Mạc Lệ là đã mất phan thế hào gia thế bối cảnh dưới tình huống còn để cho phan thế hào khó chịu ngươi không sợ đắc tội hắn mạc lỵ nhìn về phía hồ tuyết phỉ cười trả lời một câu có ngươi ở đây ta sợ cái gì hồ tuyết phỉ sửng sốt một tí sau đó mất cười ra tiếng ta ở thành phố thanh châu cũng không phải một tay che trời ngươi tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút thế giới bên ngoài không thể so với một giam không phải quả đấm của người nào lớn liền nghe ai hồ tuyết phỉ nhắc nhở mạc lỵ một câu mạc lỵ nhìn thấu hồ tuyết phỉ mới vừa đang đối mặt Phan Thế Hào lúc cẩn thận dè đặt. Ngươi thật giống như có chút kiên kỵ Phan Thế Hào. Hồ Tuyết Vĩ gật đầu một cái, lại lắc đầu, giải thích, ta không phải kiên kỵ Phan Thế Hào, là kiên kỵ Phan gia. Thanh Châu hai đại thế gia, một cái Lục gia, một cái Phan gia. Lục gia mặc dù tài sản cũng có số 10 tỷ, nhưng cùng Phan gia hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Bởi vì Phan gia không chỉ có tiền, còn quyết. Phan gia là 10 thế truyền nhà, ở Đại Hạ quốc còn không thành công lập tức, cũng đã tồn tại. Chiến tranh niên đại, không chỉ có góp tiền quyên vật, Phan gia con em, còn vì thế hy sinh thân mình không thiếu. Sau khi chiến tranh kết thúc, Phan gia vậy phái con em, đi đầu quân đáp đền. Nghe nói Phan Thế Hào ca ca, hiện tại đã vào đại hạ quốc quân đội tinh nhuệ nhất phục vụ, nói không chừng không cần mấy năm, chỉ bằng công trận lên như diều gặp gió. Cho nên Phan gia ở Thanh Châu, cơ hội muốn xưng trên là không ai dám chọc. Nếu như ngươi thật đắc tội hắn, liền ta cũng không giữ được ngươi. Hồ Tuyết Vĩ diễn cảm nghiêm túc nói xong, muốn để cho Mạc Lị ý thức được Phan gia khủng bố. Mạc Lị tâm tư nhưng ở nơi khác đại hạ quốc quân đội tinh nhuệ nhất. Xích Thành. Mạc Lệ suy nghĩ một chút, trong quân đội thật giống như có hai cái họ Phan đội viên. Cũng không biết trong đó có hay không Phan Thế Hào ca ca. Hồ Tuyết Phỉ gặp Mạc Lệ không nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì, liền đưa tay phải ra, ở Mạc Lệ trước mắt quơ quơ. Mạc Lệ phục hồi tinh thần lại, xông lên Hồ Tuyết Phỉ cười cười. Như thế nói Phan gia, mới là ở Thanh Châu một tay che trời à. Hồ Tuyết Phỉ gật đầu một cái, nghiêm túc dặn dò một câu. Ngươi như thế nói cũng được, dù sao ngươi nhớ sau này thấy phan thế hào có thể tránh thì tránh có thể nhịn được thì nhịn mạc lị gật đầu mỉm cười trả lời một câu biết trên thực tế hắn cũng không phải là rất để ý phan thế hào và phan gia bởi vì không có người nào có thể so sánh chỗ dựa của hắn núi lớn hơn càng vững chắc cơm nước xong hồ tuyết phỉ muốn mang nam nam đi thủy cung nhưng mạc lị nhận được Khương yên điện thoại bảo là muốn hắn đi công ty một chuyến mạc lị xin nhờ hồ tuyết phỉ hỗ trợ chăm sóc nam nam sau đó liền ngồi cho mướn đi tới nguyên bản thuộc về lưu thức công ty trung tâm bây giờ công ty đã đổi tên là triều phòng làm việc tổng giám đốc mạc lị sau khi gõ cửa liền nghe bên trong truyền tới khương yên thanh âm mời vào mạc lị đẩy cửa đi vào tóc bàn khởi ăn mặc màu đen bao mông quần khương yên vừa thấy là mạc lị liền vội vàng đứng lên qua tới đón tiếp lão bản ngươi tới mạc lị gật đầu một cái khương yên mời mạc lị ngồi vào mình trên ghế làm việc mình thì đứng ở mạc lị bên cạnh cầm lên một cái cặp tài liệu đưa cho mạc lị lão bản ngươi xem xem hiện tại đã hoàn thành đối lưu thị xí nghiệp thu mua. Ta chuẩn bị tiến hành sửa sang lần nữa một tí khai trương, nhưng là chúng ta muốn đổi hết lưu thị xí nghiệp bản hiệu, chúng ta làm dây chuyền siêu thị, mới bản hiệu dùng tên gì? Mạc Lệ đơn giản lật nhìn một tí, Khương Yên báo cáo sách, sau đó đáp một câu. Dùng xích triều đi. Khương Yên trầm ngâm một tí, sau đó mở miệng, nói ra mình cái nhìn. Ta cảm thấy dùng tiểu ức khá một chút, tương đối thân thiết, hơn nữa chúng ta tiểu ức tiệm bán quần áo, đã có chút tên tuổi. Mạc Lệ vậy cho rằng, nếu như mở dây chuyền siêu thị nói, đùng tiểu ất sốt triều tốt hơn. Nhưng hắn mục tiêu là phải hướng Tống gia báo thù. Hiện tại hắn vốn còn chưa đủ để đối kháng Tống gia. Dĩ nhiên là chẳng muốn thật sớm bại lộ. Dùng trước xích triều, sau này đổi nửa thành tiểu ất. Mạc Lị làm ra quyết định. Khương Yên mặc dù không biết Mạc Lị, tại sao cố ý phải dùng xích triều, nhưng thành tựu thuộc hạ, Khương Yên vẫn là lựa chọn nghe lệnh. Cốt lão bản, chờ một chút ta đi ngay để cho người vây quanh triều, làm toàn thân thiết kế. Mạc Lệ gật đầu một cái, đứng dậy muốn đi. Khương Yên thấy, vội vàng đưa tay ngăn lại. Mạc lị mặt lộ vẻ nghi ngờ, hỏi, còn có chuyện gì sao? Khương Yên buông xuống hai tay, cái đó. Ngài cho ta tiền, đã hoa xong hết rồi. Mạc lị cũng không nghĩ tới, là chuyện tiền. Hắn trong thẻ 100 triệu linh 2 triệu, cho Khương Yên 7 triệu, còn dư lại trên căn bản, toàn bộ dùng để thu mua lưu thị công ty cổ phần. Chuyện tiền, ta nghĩ biện pháp. Ngươi đi sưu tập một tí, liên quan tới tống gia tư liệu, thuận tiện vậy thành lập một cái giao tình chúng ta báo lưới. Mạc lị suy nghĩ, cứ phiền toái trương hưng dương, giúp hắn thăm dò tình báo nhiều lần vậy không thích hợp tống gia hồ tuyết phỉ mang mắt nghi ngờ mặt lị sợ hồ tuyết phỉ điều tra sai rồi cầm da gia mình tên chữ báo ra tới lén kiên khuê cầm đầu tống thị gia tộc tốt lão bản ta vậy thì đi điều tra hồ tuyết phỉ xoay người rời đi phòng làm việc mặt lị đi tới trước cửa sổ sát sàn nhìn về phía thành phố vị trí trung tâm tống gia cao ốc hắn khóe miệng khẽ nhúc nhích trong mắt mang cười nhạt cỏ sát bảy năm đau, ngày hôm nay rốt cuộc phải ra khỏi vỏ Mạc lị rời đi xích triều công ty Vừa mới tới ven đường, liền nhận được Lý Giật điện tới. Mạc Lị đem điện thoại tiếp thông. Này! Tiểu Vũ, làm gì vậy? Lý Giật tiếng cười truyền tới, trong giọng nói tràn đầy thân thiết. Mạc Lị từ đầu chí cuối, cũng không có đối Lý Giật từng có hảo cảm. Trước kia chỉ là ngại vì Lý Giật là mình tỷ phu, cho nên cũng không có lộ ra cái gì. Nhưng hiện tại Lý Giật lộ ra nguyên hình, Mạc Lị tự nhiên vậy lười được cùng hắn nói nhảm. Có chuyện nói thẳng. Lý Giật nhẹ ho một tiếng. Cái đó! ta không phải uống rượu say, đùa bẩn hai lần tử phong mà. Lần trước ngươi dạy bảo qua ta sau đó, ta đã biết lỗi rồi, vậy đáp ứng tỷ tỷ ngươi kiên rượu. Đối với lần trước ở quán ba chuyện, tỷ phu thật xin lỗi, cho nên muốn mời ngươi ăn một bữa cơm bồi tội. Biết sai là được, ăn cơm thì không cần. Từ, tiểu vũ, ngươi nhất định phải tới. Ta không phải hẹn ngươi ăn ở bên ngoài cơm, là tiệc gia đình. Ta cũng vỗ ngực hướng tỷ ngươi bảo đảm, nhất định cầm ngươi mời tới, ngươi nếu như không đến, tỷ ngươi khẳng định lấy là, ngươi còn không có tha thứ ta đây nếu như chỉ là lý giật mời hắn đi ăn cơm hắn tất nhiên không đi nhưng lý giật dọn ra chị mình nghĩ đến tỷ tỷ tần vũ đã có mang bầu 3 tháng nếu như mình không đi nói không chừng lý giật lại vì vậy đi chỉ trích hắn tỷ tỷ cuối cùng mạc lỵ tùng miệng hỏi mấy giờ mời ủng hộ bộ huyền huyễn đế hoàng triệu hoán hệ thống chương 79, ta kính ngươi lý giật vừa nghe thanh âm mừng rỡ truyền tới buổi tối ngươi mấy giờ tới đây chúng ta mấy giờ liền bắt đầu nấu cơm mạc Lị suy nghĩ một chút trả lời hát ba đi Lý Dật vội vàng lên tiếng đáp lại. Thật tốt. Mạc Lệ cúp điện thoại, ngồi xe taxi đi thủy cung. Chẳng vạn tối lúc đó, Mạc Lệ để cho Hồ Tuyết Phỉ đưa hắn và Nam Nam đi tới tiểu khu biệt thự Thiên Tâm trước cửa. Trạm gác thông báo cho Lý Dật. Mạc Lệ dẫn Nam Nam, còn chưa tới biệt thự số 12 trước, liền thấy Lý Dật và Tần Vũ ở cổng biệt thự bên ngoài nên đón. Mạc Lệ có chút bất ngờ chính là, trừ Lý Dật và tỷ tỷ hắn ra, vẫn còn có ba người. Cái này ba người, một cái hơn 40 tuổi, mặt trắng không có râu, chảy bên phân gánh đầu, ăn mặc màu trắng luyện công dùng người đàn ông trung niên. Một cái hơn 30 tuổi, tóc húi của mặt đen, trên người màu đen áo da, nửa mình dưới quần dài màu đen người đàn ông. Còn có một cái hơn 20 tuổi, tóc ngắn, trên người mặc màu đen đường trang, thân dưới mặc ánh trăng quần trắng người phụ nữ. Tiểu Vũ, ngươi tới. Cao đẹp cười đi tới nên đón. Tiểu ức. Tần Vũ cười trúng chiếm, hướng Nam Nam vẫy vẫy tay. Nam Nam cười ngọt ngào một tiếng, kêu một tiếng. Khi nhìn đến Lý Dật lúc đó, Nam Nam nụ cười trên mặt liền biến mất, có chút khiếp khiếp kêu một tiếng phụ. Lý giật cười hắc hắc, sau đó không người đưa tay. Tiểu ất, tới cô phụ ôm một cái. Nam Nam không động, cầm mặt lị tay, nắm chặt hơn. Mặt lị đâu còn có thể cảm giác không ra. Từ lẩm bẩm biểu hiện tới xem, Lý giật đối con gái hắn, cũng không có hôn nhiều gần. Nếu không Nam Nam, không thể nào sợ hắn như vậy. Gặp Nam Nam không tới đây, Lý giật lúng túng cười cười, sau đó nghiêng người chỉ sau lưng ba người, là mặt lị giới thiệu, tới, tiểu vũ, ta cho ngươi giới thiệu một tí. Lý giật chỉ tóc húi cua, mặt đen, mặc màu đen áo da người đàn ông, là Mạc Lệ giới thiệu, vị này là cổ thái quyền truyền nhân, thành phố Thanh Châu cổ thái quyền vật lộn trung tâm huấn luyện viên, Bác Sơn. Bác Sơn hai tay hợp thành chữ thập, cúi đầu hướng mặt Lệ bái bái. Mạc Lệ biết cái này thuộc về thái quyền lễ nghi, tên là Bồ Tát Demi, cùng đại hạ quốc võ lâm quyền lễ là giống nhau. Mạc Lệ hai tay hợp thành chữ thập, hồi kính đối phương một tí. Lý giật lại chỉ hướng Nghiên Phân gánh đầu, mặc đồ màu trắng luyện công dùng người đàn ông trung niên, là Mạc Lệ giới thiệu, vị này là bác cực trưởng truyền nhân, thành phố thanh châu anh phong bác cực quyền võ quán quán trưởng hà anh phong hà anh phong hướng mạc Lị ôm quyền mạc Lị giống vậy ôm quyền đáp lễ lý giật cuối cùng chỉ hướng tóc ngắn đường trang thiếu nữ vị này là hà quán trưởng con gái hà thi mạng hà thi mạng hiển nhiên là người tập võ giống vậy hướng mạc Lị ôm quyền mạc Lị đáp lễ sau đó ánh mắt ác liệt nhìn về phía lý giật lý giật mời ba cái tập võ tới đây có thể không giống như là cấp cho hắn nói xin lỗi vốn là hắn còn lấy là lý giật là thật hối cải mới mời hắn ăn cơm bồi tội hiện tại mới rõ ràng phải, rượu không rượu ngon, tiệc không tốt tiệc. Lý Dật thấy mặt lì ánh mắt, ngượng ngùng cười một tiếng. Tần Vũ nghe xong Lý Dật giới thiệu, có chút tức giận, đối Lý Dật nói một câu. Ngươi mời cái này đều là người nào? Lý Dật hừ nhẹ một tiếng, xích Tần Vũ một câu. Ngươi biết cái gì, đây đều là khách quý, người khác muốn mời còn không mời được đây. Ta đây không phải là xem tiểu vũ thân thủ không tệ mà, liền muốn tiểu vũ cùng những thứ này khách quý kết giao một tí. Dạy dỗ xong tần vũ, Lý Dật quay đầu đối mặt lị, bắt sân, Hà Anh Phong và Hà Thi Mạng nói, tới, ta chớ đứng, cũng mời vào bên trong. Mạc Lị thấy Lý Dật, rầy chị mình, quyền trái cầm. Tần Vũ thấy Mạc Lị nắm chặt quả đấm, vội vàng tới đây, khoác lên Mạc Lị cánh tay. Đi thôi, tiểu Vũ, tỷ tỷ làm ngươi thích ăn nhất cá chua ngọt. Tần Vũ kéo Mạc Lị cánh tay, vào phòng ăn. Lý Dật vậy mang bát sân, Hà Anh Phong và Hà Thi Mạng, đi vào phòng ăn ngồi xuống. Tiểu Vũ, tỷ phu kính ngươi một ly, hướng ngươi bồi tội. Lý Dật hướng Mạc Lị nâng ly. Mạc Lị không để ý tới hắn lý giật sắc mặt nhất thời cũng có chút khó khăn xem tần vũ là chiếu cố lý giật mặt mũi vậy vội vàng nâng ly đối mặt lị nói tiểu vũ tỷ tỷ vậy kính ngươi một ly mặt lị lúc này mới bưng lên ly rượu nhấp một miếng bác tân dọc rượu không dính hà anh phong cùng mặt lị đụng một ly hà thi mạng lấy trà thay rượu một bữa cơm xuống món cơ hồ không động chỉ có nam nam kẹp mấy đũa lý giật đứng dậy cười cười mở miệng nói ăn uống no nê dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng mọi người so tài một chút đi bác tân sư phụ anh gió quán trưởng còn có thi mạng tiểu thư các ngươi có thể không biết ta cái này tiểu cửu tử thân thủ cũng rất tốt lần trước ta tốn giá cao mời hai người hộ vệ một chiêu liền bị em vợ ta cầm cánh tay nguyên trật khớp lời vừa nói ra bác tân hà anh phong và hà thi mạng đều nhìn về phía liền mạc lỵ tần vũ có chút không vui đối lý giật nói tuấn kiệt tiểu vũ là tới ăn cơm cũng không phải là tới đánh nhau lý giật cười hắc hắc là ăn cơm à đây không phải là ăn xong rồi mà cơm nước xong mọi người so tài một tí cũng có thể tiêu cơm một chút. Tần Vũ nghe Lý Dật nói xong, mặt lập tức đen xuống, đứng dậy đối mặt Lệ nói, "Tiểu Vũ, ngươi mang hài tử trở về đi thôi." Mạc Lệ đứng dậy, trở về Tần Vũ một câu. "Không có sao, tỷ. Ngươi mang tiểu ất đi ngươi gian phòng chơi một hồi." Nói xong, Mạc Lệ mặt lộ vẻ cười lạnh, nhìn về phía Lý Dật, Bác Tân, Hà Anh Phong và Hà Thi Mạn. Tần Vũ ôm lấy Nam Nam, đưa đến mặt Lệ trong ngực, hướng hắn liều mạng nháy mắt. "Tiểu Vũ, thời gian không còn sớm, ngươi vẫn là mang hài tử trở về đi thôi." Lý Dật gặp Tần Vũ, nếu không phải là để cho Mạc Lệ rời đi, nhất thời nổi giận, mắng, ngươi cái xú bà nương, tiểu Vũ thật vất vả, tới nhà chúng ta một lần, ngươi đuổi cái gì? Mạc Lệ đem Nam Nam buông xuống, đối Tần Vũ nói câu: "Tỷ, ngươi mang tiểu ất đi vào trước đi. Ta không có việc gì." Lý Dật để cho bảo mẫu tới đây, lôi Tần Vũ lên lầu. Nam Nam theo ở phía sau, có chút lo lắng quay đầu kêu Mạc Lệ một tiếng. "Ba ba." Mạc Lệ hồi lấy cười một tiếng. "Cùng cô đi đi, ba ba đợi một hồi, lên lầu đón ngươi về nhà." cùng đưa mắt nhìn tần vũ dẫn nam nam lên lầu mặc lị một cước đá văng ra cái ghế sau đó ra phòng ăn đi tới biệt thự bên trong viện biệt thự cổng sân nhiều bốn người hộ vệ Mạc lị nhìn một cái rõ ràng là lý giật đặc biệt tới chận cửa mục đích mà nhất định là sợ hắn chạy mất bác tân hà anh phong hà thi mạng và lý giật vậy từ bên trong biệt thự đi ra lý giật đứng ở một bên biết Mạc lị một mắt sau đó nhìn về phía bác tân và hà anh phong cười hỏi ba sư phụ hà quán trưởng ngày hai vị ai tới trước ta trước Bác Tân mặt không cảm giác nói xong, liền đem trên mình áo da cởi xuống, lộ ra thiếp thân, màu nâu không có tay nút cài áo lót, trên đó viết một ít cổ thái văn hóa phạm văn. Bác Tân từ da túi áo bên trong, nhảy ra khỏi màu nâu cuốn đầu và cánh tay cô mang theo. Cổ thái quyền bên trong, cuốn đầu và cánh tay cuốn màu sắc, đại biểu đeo người đoạn vị. Cổ thái quyền đoạn vị, từ thấp đến cao, tổng cộng chia làm là 10 đoạn. Màu nâu là thứ 8 đoạn. Cổ thái quyền ở giữa cuốn đầu và cánh tay cô, cũng không có gì, thực tế bảo vệ và sát thương tác dụng nhưng bởi vì cổ thái quyền tôn trọng phật giáo cho nên mang hai thứ đồ này càng nhiều hơn chính là tín ngưỡng mời ủng hộ bộ huyền huyễn đế hoàng triệu hoán hệ thống chương 80, hạ thủ lưu tình bác tân mặc trang bị tốt đi tới mặt lỵ trước mặt quan sát hắn một mắt trong mắt không hề tiếc vì vậy mở miệng nói câu tần tiên sinh ngươi trước ra chiêu đi mặt lỵ gật đầu một cái nói cái tốt chữ lời còn chưa dứt liền một quyền đánh về phía bác tân lỗ mũi bác tân trong lỗ mũi quyền lão đảo lui lại mấy bước cảm giác được trong mũi có chất lỏng chảy ra bác tân sờ một cái lỗ mũi liền gặp trên ngón tay máu tươi đầm đìa. ở bên cạnh xem cuộc chiến hà anh phong khen liền một câu thật là nhanh quyền bác tân nguyên vốn cho là đối mặt mặt lị công kích mình có thể ung dung hóa giải nhưng không nghĩ tới đối phương động tác lại có thể nhanh như vậy ăn biết bác tân thẹn quá thành giận nha đít một tiếng liền hướng mặt lị vọt tới bác tân về phía trước chạy nước rút mấy bước sắp đến mặt lị bên cạnh lúc đó hai chân một chút toàn bộ thân thể bay lên trời hai đầu gối khép lại đánh về phía mặt lị ngực Mạc Lệ nhận được, đây là cổ thái quyền ở giữa một chiêu, quêu lên không song phi đầu gối. Mạc Lệ từng gặp qua, có cái sẽ cổ thái quyền sát thủ, dùng một chiêu này, trực tiếp đem người xương ngực đụng đổ, đưa đến xương ghim vào lá phổi, mất máu quá nhiều mà chết. Mạc Lệ thông thả, điểm mũi chân một cái, nhảy lên cao hơn một m, sau đó chân phải một cái càng quét, quét về bác tân mặt mũi. Bác tân nguyên bản nhìn Mạc Lệ động một cái không nhúc nhích, lấy làm cho này một lên gối thế ở tất được. Nào nghĩ tới đối phương, lại có thể ở mình hai đầu gối, sắp đụng vào ngực lúc đó, lại nhẹ nhàng giật mình, liền nhảy tới mau 2 m cao. Mắt gặp mặt lị chân phải, cách mình má trái càng ngày càng gần, bác tân muốn tránh, nhưng người trên không trung, còn không có rơi xuống đất, là không thể tránh né. Bót. Mặt lị chân phải mu bàn chân, vung ở bác tân má trái, trực tiếp đem hắn lăn không đá bay ra ngoài. Trào một tiếng. Bác tân té vào luống hoa bên trong, không có động tĩnh nữa. Mặt lị rơi xuống đất không tiếng động. Lý giật đã trợn mắt hốc mồm. Hắn nghĩ tới mặt lị có thể rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới, mặt lị lại như thế lợi hại thành phố thanh châu tiến tâm lừng lẫy cổ thái quyền tám đoạn cao thủ lại một cước liền bị mạc Lị đá bay ra ngoài hà anh phong thấy mạc Lị một cước này vậy sắc mặt không khỏi khẽ biến hà thi mạng lại là một mặt kinh ngạc mạc Lị xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hà anh phong và hà thi mạng vì sao mạng thơ ánh mắt đông lại một cái nói câu ba ta đi nói xong mới vừa đi hai bước liền bị hà anh phong đè xuống bả vai hà thi mạng quay đầu liền gặp hà anh phong khẽ gật đầu một cái nhìn về phía mạc lỵ nói câu ngươi không phải hắn đối thủ Hà Anh Phong vòng qua Hà Thi Mạng, đi tới Mạc Lị đối diện, hướng hắn ôm quyền. Mạc Lị ôm quyền đáp lễ lại. Hà Anh Phong cũng không nói nhảm, đưa lên một hơi, liền hướng Mạc Lị vọt tới. Hà Anh Phong hạ bàn thật vững vàng, xông lên tới Mạc Lị trước người, quyền trưởng đang xen, đổ ập xuống liền hướng Mạc Lị đánh tới. Bác cực quyền lấy cương mảnh nổi danh, quyền ngạn có nói cực 10 năm không ra khỏi cửa, bác cực một năm đánh chết người. Hà Anh Phong quyền trưởng, dùng hổ hổ sinh phong, dù là trúng một quyền nửa trưởng, cũng phải để cho xương người đoạn đứt gân nhưng Hà Anh Phong lại bắt đầu xuất mồ hôi tráng. Bởi vì hắn lại gần mặt lị trước người, liên tiếp công 40 50 tay, lại không có một quyền một chưởng, đánh tới thực sự. Mặt lị hai tay tựa như liễu như gió, dắt dính tháo chuyển, cầm hắn toàn bộ thế công, tất cả hóa giải. Đến khi Hà Anh Phong cảm giác mình công kích tiết tấu, rơi vào mặt lị tiết tấu bên trong lúc đó, hắn lập tức liền luống cuốn. Hắn muốn thu tay lại, nhưng phát hiện đã không kịp. Hắn cảm giác được mình giống như là rơi vào một cái vũng bùn, không cách nào thoát thân, càng giãy dụa, vùi lấp càng sâu ở hà anh phong ý thức được tiếp tục như vậy tất bại không thể nghi ngờ lúc đó hà anh phong đề khí trước đụng dùng bát cực quyền ở giữa một chiếc sơn kháo hắn trước kia thường xuyên dùng thân thể đi dựa vào tường dựa vào cọc dựa vào cây người bình thường bị hắn như thế đụng một cái nhẹ thì khí huyết sôi trào nặng thì gãy xương đứt gân nhưng hà anh phong hướng mặt lị đụng tới lúc đó đối phương thông thả thụt lùi hai bước cũng dắt hắn hai tay về phía trước khu vực hắn thân thể lão đảo một cái đụng thế đều bị hóa giải còn không cùng hà anh phong ổn định thân thể hà anh phong liền gặp mặt lì tay phải bàn tay đè ở ngực mình một cổ hướng lên lực đẩy truyền tới một giây kế tiếp hà anh phong cũng cảm giác thân thể nhẹ một chút cúi đầu vừa thấy cả người lại bay phịch một tiếng trên hà anh phong sau lưng đụng vào biệt thự trên tường nhưng cũng không có cảm thấy chỗ đau bót hà anh phong té xuống đất ba hà thi mạng vội vàng chạy tới đem hà anh phong đỡ dậy hà anh phong thấy cách đó không xa đứng ở nơi đó động cũng không động mạc lị, nghĩ lại tới, mình mới vừa trải qua đủ loại, lại nghĩ đến mình dán vào trên tường lúc cảnh tượng, hắn bỗng nhiên cảm giác da đầu tê dại, sống lưng lạnh cả người. Hắn nghĩ tới phụ thân nói một câu nói. Minh cầu thông ngoại môn, ám sạn nhập nội gia, ngoại môn giết người như cắt cỏ, nội gia đánh người như treo họa. Minh cầu là chỉ miễn kính. Ám sạn là chỉ kình. Ngoại môn chuyên chỉ, bên ngoài luyện, cốt, da người. Nội gia chính là chỉ, nội luyện hơi người. Trên đời học công phu người, phần lớn luyện tất cả đều là ngoại môn công phu. Hà Anh Phong sống 48 năm, chỉ gặp qua một cái nội gia võ giả, chính là mình phụ thân. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại ở chỗ này, gặp phải cái thứ hai nội gia võ giả. Đối phương như thế trẻ tuổi. Thật là không tưởng tượng nổi. Hắn phụ thân vậy là từ nhỏ tập võ, 60 tuổi lúc đó, mới cảm ứng được trong cơ thể cơ. Mà hắn, đã 48 tuổi, nhưng liền nội gia ngưỡng cửa, đều không mò tới. Hắn đã từng hỏi qua phụ thân. Nhưng phụ thân nhưng chỉ trả lời một câu. Chỉ có thể tự ngộ, không cách nào giáo sư. Hà Thi Mạn trên dưới quan sát Hà Anh Phong một mắt, cấp hỏi một câu. Ba, ngươi như thế nào? Hà Anh Phong lắc đầu một cái, đáp một câu. Ta không có sao. Hắn đúng là không có sao. Mạc Lệ cũng không có muốn thương tổn hắn, nếu không chỉ bằng Mạc Lệ một chiêu kia mới vừa rồi ti rê trô họa, là có thể dùng kinh khí, cầm hắn miễn cưỡng động chết. Hà Thi Mạn tức giận xoay người, thì phải hướng Mạc Lệ phóng tới. Hà Anh Phong thấy, sợ hết hồn, sợ con gái chọc giận Mạc Lệ, vì vậy vội vàng lên tiếng ngăn lại. Thi Mạn, trở về. Hà Thi Mạn vọt tới một nửa, rất miễn cưỡng dừng lại, quay đầu nhìn xem mình phụ thân, sau đó quay đầu trở lại, nhìn Mạc Lệ khẽ hừ một tiếng. Hừ. Hà Thi Mạn xoay người trở về. Hà Anh Phong hướng Mạc Lệ ôm quyền. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Mạc Lệ chắp tay đáp lễ. Thi Mạn, chúng ta đi. Hà Anh Phong nói xong, nắm Hà Thi Mạn cổ tay, liền hướng biệt thự cửa viện đi tới. Ừ, Hà quán trưởng. Lý Dật muốn gọi lại Hà Anh Phong, nhưng Hà Anh Phong nhưng là cũng không quay đầu lại đi. Mạc Lệ chậm rãi bước hướng Lý Dật đi tới. Lý Dật vội vàng hướng cửa bốn người hộ vệ, nháy mắt. Bốn người hộ vệ nhỏ chạy tới, muốn cầm Mạc Lệ ngăn lại. Nhưng vừa đối mặt, liền bị Mạc Lệ toàn bộ đánh ngã. Lý Dật thấy, xoay người muốn chạy vào biệt thự, nhưng vẫn là chậm một bước. Lý Dật nhìn ngăn ở trước mặt mình Mạc Lệ, có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái, cười khang hai tiếng, khen một câu. "Tiểu Vũ, không nghĩ tới ngươi như thế lợi hại." Mời ủng hộ bộ Huyền huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Chương 81, Trung Thành Mạc Lệ mắt lạnh nhìn Lý Dật hỏi: Ngươi mới vừa rồi kêu ta tỷ số bà nương. Lý Dật ánh mắt phát hoảng, khóe miệng co rút, vẻ mặt đưa đám nói ấy nấy nói: Ta, ta sai rồi tiểu vũ. Mạc Lệ rất muốn thật tốt dạy bảo Lý Dật một lần, nhưng nghĩ tới nếu như mình đánh Lý Dật, Lý Dật có thể sẽ quay lại, khi dễ chị mình tần vũ. Lần trước ta bấm ngươi trong lòng không phục đúng không? Lý Dật liếm môi một cái, ánh mắt sợ hãi nhìn Mạc Lệ. Không có. Lần này tìm hai cái tập võ tới đây là muốn báo thù đúng không? Lý Dật vội vàng chối không, không phải. Mạc Lệ cường cường nhẫn đánh người xung động, nhìn Lý Dật cảnh cáo nói, Lý Dật, muốn nhằm vào ta, ngươi hết thảy có thể tìm người tới. Nhưng nếu còn để cho ta biết, ngươi khi dễ tỷ tỷ ta, ta bảo đảm để cho ngươi không thấy được, ngày thứ hai mặt trời. Lái xe hồi võ quán trên đường. Hà Thi Mạn có chút tức giận, hướng ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hà Anh Phong hỏi, ba, ngươi tại sao không để cho ta cùng hắn đánh? Hà Anh Phong trả lời một câu. Ngươi không phải người kia đối thủ. Không đánh, ngươi làm sao biết, ta không phải người kia đối thủ. Hà Thi Mạn có chút không phục. Hà Anh Phong quay đầu nhìn một cái con cái mình, than thở một tiếng trả lời, hắn là nội gia võ giả. Hà Thi Mạn có kết một tiếng, đạp ở thắng xe, đem xe đậu ở ven đường. Nàng ánh mắt trợn to, một mặt kinh ngạc nhìn mình phụ thân. Nội gia võ giả. Hà Anh Phong gật đầu một cái. Hà Thi Mạn có chút khó tin. Gia gia 60 tuổi mới tìm được cơ, hắn trẻ tuổi như vậy, liền tìm được. Hà Anh Phong lần nữa gật đầu, cũng dặn dò mình cái này, tranh cường háo thắng con gái một câu nhớ sau này không nên trêu chọc hắn biết hà thi mạng lần nữa nổ máy xe nhưng trong lòng thì suy nghĩ tìm một cơ hội đi kiến thức một tí nội gia võ giả lợi hại tần vũ mở mình màu đỏ BMWi, cầm Mạc lị và nam nam đưa đến thanh thành vườn hoa tiểu khu ngoài cửa lớn mặc lị muốn lúc xuống xe tần vũ quay đầu hướng ngồi ở hàng sau mặc lị nói tiểu vũ ta biết ngươi là bởi vì là ta mới không có đối tỷ phu ngươi động thủ tỷ tỷ cảm ơn ngươi mặc lị hướng tần vũ cười cười tỷ hắn nếu lại khi dễ ngươi Ngươi nhất định phải nói cho ta." Tần Vũ mắt đỏ gật đầu một cái. Mạc Lệ mang con gái xuống xe, đưa mắt nhìn Tần Vũ điều khiển xe quay đầu rời đi. Về đến nhà, Mạc Lệ phát hiện Hồ Tuyết Phỉ đang mặc đồ ngủ, ngồi trên ghế salon ở phòng khách xem TV. Hồ Tuyết Phỉ quay đầu, mỉm cười cười một tiếng. "Các ngươi trở về." Hồ Tuyết Phỉ cho nam nam tắm, dỗ nàng ngủ sau đó, lúc này mới rón rén, rời đi lẩm bẩm gian phòng. Hồ Tuyết Phỉ đi tới phòng khách trước ghế salon, ngồi vào Mạc Lệ bên cạnh. Mạc Lệ quay đầu nhìn về phía Hồ Tuyết Phỉ, hỏi: Uống chút à? Hồ Tuyết Phỉ cười híp mắt gật đầu đáp ứng: Được a. À? Mạc Lệ cầm bốn hũ bia tới đây, phân cho Hồ Tuyết Phỉ hai hũ. Mạc Lệ vạch trần giao dịch kéo vòng, mình trước uống một hớp. Mới vừa vạch trần giao dịch vòng kéo Hồ Tuyết Phỉ, nhìn Mạc Lệ một mắt, cười hỏi: Làm sao? Có tâm sự? Mạc Lệ lắc đầu: Không có. Hắn không phải một cái, thích hướng người khác kể lễ tâm sự người. Hồ Tuyết Phỉ uống một hớp bia, sau đó than thở một tiếng, nói: À, ta có nói xong hồ tuyết phỉ để bia xuống từ một bên trong túi sách nhảy ra khỏi một tấm thiệp mời đưa cho mạc lỵ mạc lỵ nhận lấy nhìn xem thiệp mời phong bì nghi ngờ hướng hồ tuyết phỉ hỏi cho ta hồ tuyết phỉ lắc đầu không phải là lục hàng cho ta thiệp mời mạc lỵ đem thiệp mời mở ra liền thấy là một cái vũ hội mời thời gian định tại tuần sau một ngươi không muốn đi mạc lỵ đem thiệp mời giao trả lại cho hồ tuyết phỉ hồ tuyết phỉ nhận lấy thiệp mời tiện tay ném ở trên bàn uống trà nhỏ buồn buồn không vui trả lời có chút không muốn đi bất quá cái loại này vũ biết cái gì thật ra thì bản chất ý nghĩa vẫn là xã giao ta đi nói không chừng có thể hơn kết giao một chút người nói xong hồ tuyết vĩ lại uống một hớp bia mạc lị gật đầu một cái vậy ngươi hay là đi đi hồ tuyết vĩ nhẹ một tiếng đi là nhất định phải đi nhưng là ta còn thiếu một cái bạn nhảy nói xong hồ tuyết vĩ cười hít mắt nhìn về phía mạc lị xem ta làm gì mạc lị nhất thời cảm thấy không ổn cùng hồ tuyết vĩ kéo ra chút khoảng cách hồ tuyết vĩ hì hì cười một tiếng hướng mặt lị phát ra mời ngươi làm ta bạn nhảy chứ mặt lị lắc đầu cự tuyệt ta buổi tối còn muốn cùng tiểu ất hồ tuyết phỉ giống như là đã sớm có chủ ý trực tiếp cười nói ta giúp ngươi cùng nàng xin nghỉ một bữa để cho nàng cầm ba ba cho ta mượn hai tiếng ngươi yên tâm không mượn không cái này hai tiếng ta mỗi tiếng trả cho ngươi mười 000 lúc lương hai tiếng hai mươi nghìn như thế nào đủ có thành ý chứ mặt lị vốn định banh ở nhưng vẫn bị hồ tuyết phỉ chọc cười được rồi uống hai hũ bia mặt lị mượn men say ngủ đi mơ mơ màng màng lúc đó, thật giống như lại trở về 7 năm trước, ở thành phố Thanh Châu ngục giam phục hình ngày. Hắn nằm mơ thấy phùng trùng, nằm mơ thấy chân qua, còn nằm mơ thấy một cái, bởi vì muốn vào tù ăn uống chùa, cho nên chạy đi cướp ngân hàng lão đầu nhi. Lão đầu nhi là người bị bệnh thần kinh, mỗi ngày ở giam phòng bên trong khoác lác, nói mình là võ đạo cao thủ, đương thời kiếm thứ nhất tiên. Ngày thứ hai ăn điểm tâm xong, Hồ Tuyết vĩ mang Nam Nam đi vườn thú xem con voi. Nhận được Khương Yên điện thoại mạc lị, thì đích triều trụ sở chính công ty. Phòng làm việc tổng giám đốc. Mạc Lệ ngồi ở sau bàn làm việc, nhìn Khương Yên ra được tống gia tư liệu. Khương Yên đứng ở Mạc Lệ đối diện, có chút xấu hổ nói một câu. Lão bản. Đây là ta trước mắt, có thể sưu tập được, tống gia toàn bộ tư liệu. Mạc Lệ ngẩng đầu nhìn Khương Yên một mắt, cười trả lời một câu, cái này là đủ rồi. Mặc dù Khương Yên sưu tập được tình báo, không hề coi là toàn diện, thậm chí đều là rất dễ dàng, nghe được chuyện. Nhưng Mạc Lệ biết, một hơi không chắc thành người mập mạp. Muốn toàn diện, nhanh chóng đạt được một phần, tinh chuẩn và bí ẩn tình báo, cần chính là khổng lồ mạng lưới tình báo. Những thứ này đều không phải là trong chốc lát là có thể thiết lập. Lật xem tống gia tư liệu lúc đó, Mạc Lệ nhận ra được, Khương Yên không phải nhìn trộm nhìn về phía hắn. Ở Khương Yên lần nữa trộm nhìn sang lúc đó, Mạc Lệ ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng Khương Yên ánh mắt đụng vào. Xem ta làm gì? Mạc Lệ cười hỏi. Khương Yên có chút bối rối, liền vội vàng giải thích. À, không việc gì. Có phải hay không biết, ta là Tống Quốc Lương con riêng, cho nên cảm thấy ta để cho ngươi, điều tra Tống gia tư liệu có chút kỳ quái. Mạc Lệ đại khái đoán được Khương Yên ý tưởng. Khương Yên gật đầu một cái. Mạc Lệ cũng không có, cầm phải hướng Tống Gia báo thù chuyện nói ra. Sau này ngươi liền sẽ từ từ biết. Hiện tại ngươi cần phải biết phải, ta bây giờ có được hết thảy, cũng cùng Tống Gia không có quan hệ. Ngươi chỉ cần phục tòng tại ta. Khương Yên lần nữa gật đầu. Ngài là ta ân nhân, ta chỉ trung thành với ngài. Mạc Lệ hài lòng gật đầu một cái, sau đó khép lại Tống Gia tư liệu, hướng Khương Yên phân phó nói, ngươi đi lấy công ty danh nghĩa, mướn một mô hình nhỏ phòng bán đấu giá, ta tối nay phải dùng mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần